Sáng ngày 30 tháng 8, thông tin nhanh với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, bước đầu lấy lời khai hung thủ cướp tiệm vàng, cơ quan điều tra nhận thấy Nguyễn Văn Sĩ có biểu hiện bị tâm thần. Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 29 tháng 8, Sĩ vào tiệm vàng Mỹ Linh 2, nằm trên đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, bất ngờ đập vỡ tủ kính và cướp đi nhiều vòng trang sức vàng rồi bỏ chạy. Tại hiện trường, Sĩ giả danh thầy tu, đầu tóc cắt trọc, mang đồng phục nâu và tràn hạt đen. Qua kiểm tra, trên người đối tượng không có giấy tờ gì. Đại tá Nguyên cho biết, lực lượng chức năng sẽ đưa Sĩ đi giám định tâm thần để xác định cụ thể tình trạng, biểu hiện, hành vi.